ngày 3 tháng 4, Thánh Benedicto người Phi Châu. Ngày sinh năm 1526, mất năm 1589. Benedicto giữ những cương vị quan trọng trong dòng Francisco và khéo léo thích nghi với công việc khác khi hết nhiệm kỳ. Cha mẹ ngài bị bán làm nô lệ ở Messina, Sicily. Được trả tự do lúc 18 tuổi, Benedicto làm nông nghiệp để có lương và đủ tiền mua cặp bò. Ngài rất hãnh diện với cặp bò này. Khi sống với nhóm ẩn tu tại Palermo, ngài được đề cử làm lãnh đạo. Vì nhóm ẩn tu này sống theo tu luật của Thánh Francisco khó nghèo. Đức Giáo hoàng Pio thứ 4 truyền cho họ gia nhập dòng nhất. Benedicto làm giáo tập và rồi là quản lý dòng ở Palermo. Các vị trí này thời đó hiếm khi được giao cho một tu sĩ. Benedicto buộc phải chấp nhận việc bầu cử mình làm quản lý. Khi hết nhiệm kỳ, ngài vui mừng được trở lại làm bếp. Ngài sửa lỗi anh em với lòng khiêm nhường và bác ái. Có lần ngài sửa lỗi một tập sinh và giao làm việc đền tội, và rồi biết rằng tập sinh đó không phạm lỗi. Ngài lập tức quỳ trước mặt tập sinh đó và xin tha thứ. Cuối đời, Benedicto không sở hữu thứ gì cho mình. Ngài không bao giờ nói là của tôi, mà luôn nói là của chúng ta. Ngài có tiếng là chuyên cần cầu nguyện và có biệt tài hướng dẫn các linh hồn, khiến khắp vùng Sicily đều biết sự thánh thiện của ngài. Theo gương Thánh Francisco Assisi, Benedicto ăn chay quanh năm, mỗi đêm chỉ ngủ vài giờ. Trong dòng Francisco thời đó, cương vị lãnh đạo được hạn chế về thời gian. Khi hết nhiệm kỳ, các cựu lãnh đạo đôi khi gặp khó khăn để thích nghi với vị trí mới. Giáo hội cần các nam nữ tu sĩ sẵn sàng cố gắng trong cương vị lãnh đạo, nhưng họ lại không sẵn sàng ở cương vị khác khi mãn nhiệm kỳ lãnh đạo. Sau khi ngài qua đời, vua Philip thứ 3 của Tây Ban Nha xây cho ngài một ngôi mộ đặc biệt. Ngài được tuyên thánh năm 1807 và được người Mỹ gốc Phi tôn kính là thánh bổn mạng. Chúa Giêsu nói: "Tôi đến để phục vụ chứ không để được phục vụ." Matthew chương 20 câu 28. Thánh Francisco Assisi viết trong lời khuyên thứ 4: "Những người được đặt trên những người khác nên vinh dự làm việc đó chỉ khi nào họ nhận trách nhiệm rửa chân cho anh em. Họ càng buồn vì mất chức vụ thì họ càng mất nhiệm vụ rửa chân, và họ càng tích lũy kho tàng những mối hiểm họa cho linh hồn." Gioan chương 12 câu 6.